Từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình có nhau như bạn. Chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm. Ném hết đi những ưu phiền kẻ ngoài. Năm vừa qua, Cavi giúp tỉnh táo Turin và Inositol nạp nhanh năng lượng, tỉnh táo tức thì chinh phục thử thách. Cái gì đấy anh? Ủa, nó không giật hả chị? Không. Ôi giời, em cứ tưởng giật làm diễn hơi lố. Lại. Được chưa? Được rồi. Uầy, chị ơi, cái máy này có giúp mình xem được nghề nghiệp của tương lai không ạ? Đúng rồi. Sinh trắc vân tay ấy có thể giúp em định hướng về tương lai sau này. Nói chung là hiểu rõ về bản thân mình, ví dụ như là tính cách này, điểm mạnh điểm yếu này, khả năng vượt trội này, nói chung là sẽ định hướng về tương lai nghề nghiệp cho em. Chị biết đấy, em khá là bất tài. Không, em khá là bất ngờ khi mà em có rất là nhiều tài lẻ. Thế nên là em không biết cái công việc hiện tại của em đây này nó có phù hợp với bản thân của em không nữa. Em yên tâm, chị sẽ quét 10 dấu vân tay vào phần mềm này và chị sẽ gửi đi đến nước Malaysia. Lúc đấy thì các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu giúp em. Khoảng 5 đến 7 ngày thì sẽ có kết quả. Sinh trắc vân tay ý, giúp em hiểu được về chỉ số thông minh, ví dụ như là EQ này, IQ, AQ, CQ này, và 10 khả năng vượt trội. Trong đấy có khả năng là logic này, tiếp thu này, sáng tạo này, và rất là nhiều thứ. Định hướng về tương lai sau này cho em. Nói chung ý, bao giờ có kết quả chị sẽ phân tích cụ thể từng chi tiết cho em. Ôi, ok baby. Đề nghị em nghiêm túc nha. Dạ vâng. Xong rồi đấy. Bây giờ em đóng tiền đi. Đóng tiền luôn hả chị? Ừ. Của em là hết 2 củ 5 đúng không? Không. Đấy là cái giá khuyến mãi của mấy ngày trước. Bây giờ ấy, nó là giá khoảng 3,5 triệu em ạ. Ủa, đắt thế mà. Cái gì? Không. Ý của em là cái giá ngày hôm nay này, em nghe nó cao hơn giá ngày hôm trước. Em nghe được. Em ơi, 3,5 triệu mà nó hiểu rõ về bản thân mình, định hướng về tương lai nghề nghiệp, cái giá đấy quá rẻ rồi còn gì nữa. Đúng không? Chắc cũng đúng đấy chị ạ. Thế thì để em đóng tiền luôn. Vì tương lai con em của em là em đóng hết. Đúng rồi đấy, em nghĩ thật là đúng. Đóng tiền đi. Thiếu năng lượng, thiếu tỉnh táo, nước tăng lực Number One Cavi giúp tỉnh táo. Turin và Inositol nạp nhanh năng lượng. Chai Number One là 10.000 cộng 13 là 23.000. Diễn này 45-58-58 với 8-19-2.000. Nước tăng lực Number One tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì chinh phục thử thách. Này anh chị em ơi, lâu lắm rồi không chơi giải đố. Bây giờ tôi đố mọi người, trẻ em và người lớn có điểm gì chung? Đơn giản, đều là con người. Không, cái đấy quy mô nhỏ quá. Bà nghĩ lớn lao đi xem nào. Thì cha có cái gì cả. Ai bảo, nghe này. Trẻ em và người lớn có những điểm chung sau. Trẻ em thích xe đua, người lớn lại thích đua xe. Trẻ em thích đồ chơi, người lớn thích chơi đớ. Trẻ em thích ăn quẩy, người lớn lại thích đi quẩy. Hiểu rồi. Trẻ em ấy thích phiếu bé ngoan, người lớn thích phiếu giảm giá. Chuẩn. Trẻ em thì thích bắn chim, người lớn thích chơi chim. Thế còn trẻ em ấy thích thả diều, người lớn thì lại thích thả thính. Trẻ em thì thích tô màu, còn người lớn thì lại thích làm màu. Cái này là chị vừa nghĩ ra. Trẻ em thì thích quan tâm, người lớn thì thích quan. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời. Thôi, ngồi xuống đi. Đã đến muộn rồi lại còn hát liu hát lô. Định tấn công còn may đây phòng thủ đấy nhá. Này, thế ông không sợ lại ca phạt à? Mà giờ này mới đến. Chả sợ. Hôm nay ăn gan hùm mà thích chết à? Cha mà ơi. Ông thật sự không sợ? Tất nhiên rồi. Này, chắc là hôm nay có vấn đề về não. Khó hiểu quá. Đừng nhắc đến cái lão già đó nữa. Một lão già gàn dở. Mà lại còn là chuyên đi bắt nạt người khác. Này Dũng, cậu vừa nói gì thế ạ? Em không nghe cái gì à? Không. Ba người có thể nhắc lại cho anh ấy nghe. Chẳng nghe gì hết. Đồ hèn. Thế mà từ nãy đến giờ đứa nào hùa theo. Được thôi,
Đã thế để thằng này nhắc lại, anh Quyết, anh là một kẻ kích lị, một người á chuyên bắt nạt người khác, đủ thiếu si duyên. Hôm nay chắc chắn cậu vừa ăn tôm hùm đúng không? Bật tanh tách đấy. Tôi sẽ phạt cậu. Đừng nói những điều vô nghĩa. Em sợ ngay từ buổi hôm nay anh sẽ không có cơ hội được phạt em nữa đâu. Cái gì? Là như nào? Là từ ngày hôm nay tôi sẽ nghỉ việc. Cái gì? Sao lại nghỉ việc? Đi đâu làm gì? Đi đâu à? Không, vẫn ở Hà Nội thôi. Thế đi đâu làm gì? Thế không định chuyển nghề à? Em sẽ làm một công việc khác. Nghề gì? Ca sĩ. Được không? Làm nghề gì thì làm, nhưng mà làm ca sĩ không thể chấp nhận được. Anh ạ. Vui đi. Hôm nay đùa hơi quá. Hơi vui quá đấy. Nghe rõ đây này. Hôm nay tôi đi kiểm tra sinh chắc vân tay, người ta phán rằng đây, tôi có căn ca sĩ. Thế nên chỉ cần luyện tập một cách bài bản thôi là có thể có được một giọng hát oanh vàng như là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đó. Và ngay chiều nay tôi ra 39T2 Bà Trưng để sắm một bộ karaoke lậu về luyện giọng cho nó sung. Việc. Được. Sao phải ra 39T hả anh? À, nhà bố mẹ anh bán loa đài đấy mà. Thôi, các người hãy tiếp tục làm việc và chôn thân ở cái công ty rảnh rách này. Còn tôi sẽ đi làm ca sĩ. Thật luôn. Thế nào? Chờ xem, nó làm ca sĩ được mấy hôm. Thế nhưng mà sao tự dưng lại đi xin chắc vân tay? Chả hiểu. Không biết. Chuẩn bị như này. Sao đây? Ủa xong rồi. Cái gì? Hết rồi. Ôi dồi ôi. Này, thế ca khúc này tên là gì? À, bài này là bài áo ù. Áo ù. Công nhận là bây giờ gu âm nhạc của giới trẻ nó lạ đấy. Lại cài, lạ lắm. Như cái L mà người ta còn làm được bài hát, nó gì là bài áo ù. À này ông ơi. Hả? Ông chia sẻ thêm là cái phong cách thể loại nhạc ông này là thể loại gì đấy? À, cái thể loại nhạc mà tôi đang theo đuổi là loại pop ballad giật gân. Tôi lại cầm guitar để nói mic để đánh. Này, tôi nói thật nhá. Giọng ông ấy thì đúng là không thể nào ngửi được. Cho nên là ông bỏ ngay cái ước mơ làm ca sĩ đi. Này, đừng khinh thường đây. Đường dài mới biết ngựa hay. Phim hay phải chờ đến hồi kết và 30 chưa phải là Tết ok. Thôi được rồi. Tôi nói tiếng Việt cho cậu dễ hiểu nhá. Ra khỏi công ty thì dễ, chứ quay lại là hơi bị khó đấy. Ôi, thế thì em cũng sợ quá. Em sẽ không bao giờ quay trở lại cái công ty 5 Plus này luôn. Em sẽ đi học thành ca sĩ để thành tài. Mọi người muốn nghe hát nữa không? Thêm nữa. Nhạc lên. Tất cả các hộ dân xung quanh đều viết đơn khiếu nại. Nếu cậu không chấm dứt tình trạng càng rút hẳn lên thì buộc lòng chúng tôi phải mời cậu dọn ra khỏi khu chung cư này. Chú ơi, chú nói quá như nào chứ. Giọng hát của cháu đâu đến mức kinh khủng như thế đâu. Quá kinh khủng. Thế thì thôi, kể từ ngày hôm nay cháu xin được phép thôi hát ạ. Cậu nhớ đi nhá. Vâng. Chú về ạ. Giọng hát của thằng này hay như thế mà không biết thưởng thức. Đúng là đàn nghệ tài trầu. Được thôi, không làm ca sĩ thì thằng này sẽ làm nghề khác. Hãy đợi đấy. Ủa, chú ấy đâu đấy? Chuối của em.
Thối của cậu á? Vâng. Lấy đâu ra mà lắm thế? Choanh quả. Không được. Đây không phải là chuối chùa, mà là chuối để bán. Đừng bảo với tôi là cậu định đi bán chuối nhá. Đúng vậy, anh có mua không? 50.000 một nải. Theo kết quả xin chắc vân tay cho thấy rằng nghề nghiệp tiếp theo của em sẽ là nghề buôn chuối. Vậy nên bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ đi buôn chuối để trở thành đại gia. Buôn chuối để trở thành đại gia? Cậu điên thật rồi. À này, mấy cái quả chuối hỏng này này, em để lại cho Nguyên và anh ăn sáng đấy. Còn chuối đẹp em mang đi bán đây. Bye bye. Gì đấy? Có chuyện gì đấy đại ca? Ô, chuối này. Em có tin được không? Dũng nó từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, chuyển sang bán chuối để làm đại gia. Ô, bán chuối mà thành đại gia thì em giàu lâu rồi. Mà nó để lại cho mình ăn sáng đấy. Ăn đi em. Sao chuối thơm thế? Thâm thôi nhưng mà chứ hỏng đâu, vẫn ăn được. chuối đi. Chuối. Ui, em vào mua chuối cho anh em ơi, vào mua chuối em ơi. Ôi, anh mà chuối đẹp dai thế. Em mua gì? Em mua chuối. Anh có chuối nào anh nổ cho em đi. Ừ, thì anh lổ cho phát đây này. Chuối của anh nhá, chuối gì cũng có. Chuối Tây, chuối Nga, chuối Ta, chuối Pháp, chuối Tunisi, chuối Thổ Nhĩ Kỳ, chuối gì anh cũng bán. Em mua chuối gì? Mẹ em dặn là mua chuối thì phải chọn loại vừa to vừa mập. Anh có tôi chuối không? Vừa to vừa mập à? Khó quá. Nhưng mà anh có. Đây, vừa to vừa mập của em chuối Ta. Nhìn được không? Đúng yêu cầu của em chưa? Đúng ý mẹ em dặn rồi đấy. Xúc luôn. Em lấy chuối này nhá. Nhưng em ơi, cái chuối này nó nhạt thách ra. Nhìn em sành điệu như thế này mà đi mua chuối Ta. Em là phải mua chuối Tây. Chuối Tây à? Ừ. Nhưng mà vừa bé vừa dài vừa xanh thế này thì bao giờ mới ăn được? Em nhìn thế này, quả vừa to vừa mập như thế này mà em lại còn chê. Chuối xanh mà vài ngày nữa nó sẽ chín, chứng tỏ bé anh không dùng thuốc. Ăn vào là chỉ có khỏe thôi chứ không có yếu đi như là mấy cái loại chuối vớ chuối vẩn ngoài chợ đâu. Em mua nhá. Mua nhá. Thế cũng được. Lấy chai này đi. Của em đây. Nhưng mà em ơi, hôm nay mùng 1 bên sạp của anh đang có khuyến mại. Mua một nải chuối Tây tặng một quả chuối chuối Ta. Uầy, em lấy luôn. Của em đây. Uầy, nải chuối to thế. Tự dưng thèm chuối quá. Nguyên ơi, có quả chuối nào không cho miếng? Chuối thì có, nhưng hôm qua cho anh em ăn mất rồi. Chuối to chưa này? Tự nhiên nhắc đến chuối, không biết ông Dũng bây giờ đang bán chuối như nào nhỉ? Bán chuối chắc chắn giờ này đang rất đuối. Muốn biết như nào ấy thì đi xem chuối Dũng. Đi xem chuối Dũng bán như nào thôi. Anh kia đi thôi. Rồi. Mùng 1 muốn miếc mở hàng một nải chuối như này thì bán cho ai đây? Ê vêu cả mồm lên thì bán buôn cái gì? Khổ lắm cơ. Ê, ở xanh có vàng vào đây mua chuối cho anh. Cho anh vừa to vừa ngon vừa ngọt vào làm cho anh một nải chuối. Nhìn cái mớ chuối trên bàn thấy bán hàng không có tâm rồi. Mới chiều mùng 1 làm sao ông để chuối này ông định bán cho ai? Hả? Héo quay héo quắt. Bán hàng đần à? Hả? đây, còn nải đây, cái này đây. Mất dậy thế rồi lại. Chuối vừa mùng 1 ra bán được nải nó lại chủ ẻo mình lại âm bình mất dậy. Không chấp nhận được. Đốt vía thì chết đi. Chủ cho mày sẽ không thể nào lấy được vợ nữa. Sao thế nhỉ? Lại không lấy được mình ở đây rồi. Cút đi, âm bình, cút đi. Không làm cho thế. Sơi ạ. Mọi người đến làm gì? Thì đến thăm chuối của ông chứ làm gì. Ông buôn bán này mà đòi làm đại gia chuối à hả? Thì này, thì hôm nay mọi người đến đây thì như nào mua giúp chuối tôi đi. Tao ơi, tưởng đâu chuối nó còn tươi ngon ngọt như thế nào. Nó quay, hóc quắt như thế này á. Thâm si thế này á. Nhào nhuét. Thôi đi, không phải chê. Thôi anh chị em bạn bè tôi lấy rẻ thôi. Một nải 50.000. Này, thật nhá. Ông bán chuối này người ta không ném vào mặt ông là may rồi đấy. 50.000. Ăn miễn phí là may rồi nhá. Thôi được rồi. Rồi anh em mình mỗi người làm một nải ủng hộ nhỉ. Thế anh em bạn để thì có khuyến mãi gì không này? Khuyến mãi có ra không? Hôm nay mua một nải chuối Tây tặng một nải chuối Ta, mua một nải chuối Ta tặng một quả chuối Tây đấy. Đấy rồi, rồi buồn buôn bán phải như thế chứ mà có phải là vớ vừa vẩn đâu. Nải cầm lấy hai nải đây, cầm đi hai nải, cầm đi dài đấy. Rồi gấp 100.000 nhá. Đây cầm một nải nữa, thảm mai này không trả tiền à? Dậy.
Tôi nói thật nhá, ông thử sức với đủ mọi loại nghề như thế là đủ rồi. Mai lên văn phòng gặp đại ca, xin lỗi đại ca đi. No, quá tam bà bận, tôi sẽ thử thêm một nghề nữa. Tôi không tin là kết quả sinh chắc vân tay lại hoàn toàn sai như vậy. Cứ đợi đấy rồi xem. Dây ạ. Chị gì ạ? Giờ đầu tiên nào. Ôi, không hoa lại này. Thoang thoảng ngất ngây. Hay hay. À, sau giờ thứ hai à. Lông lá xung xuê này. Ôi, man mát quyến rũ quá. Rồi, giờ thứ ba nào. Mồ hôi tuôn rơi này. Nách hơi nhôm nhớp. Hơi mùi rồi. Giờ thứ tư nào. Lông lá xung xuê. Sụng luôn. Này, mới bắt đầu đi làm mà đã ngủ gật à? Anh ơi, cái nghề thử lăn nách của anh nó khắc nghiệt quá anh ạ. Đây, lương thử việc ngày đầu tiên 50. Cầm lấy, ký vào đây cho anh. Vâng ạ. Đây. Anh ơi, em sai. Ý cậu là sao? Là em sai. Sai như nào nhỉ? Là cái hôm trước em còn nói với anh em sẽ nghỉ việc ở công ty ấy. Nhưng mà em chợt nhận ra cái cuộc đời này của em chỉ có gắn liền với 5 plus là yên ổn mà thôi. Ôi trời ơi, thế cơ à? Thế mà hôm trước có đứa nói với anh là có chết cũng không bao giờ quay lại văn phòng các em ạ. Đứa nào nó vớ nó vẩn. Thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Anh cho lão ấy cơ hội cuối cùng đi. Mà còn ông nữa, chả hiểu sao ở đâu mọc ra cái trò sinh chắc vân tay. Để làm gì? Để biết được tương lai chứ sao nữa. Thế lại ngu. Tương lai ấy là nằm trong lòng bàn tay mình, hiểu chưa? Ông thích làm gì thì ông làm, chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình đi theo con đường đấy. Và thế là tương lai của chúng ta sẽ rộng mở. Ha ha. Thôi được rồi, anh đồng ý cho cậu quay lại với điều kiện. Anh lổ đi là em đáp ứng luôn này. Cậu phải mời tất cả một bữa thật là no say. Thật là no say á? Ừ. Ôi, nhắc đến cái bữa ăn ấy, hôm trước nhá, người ta có phán cái ngón út của em này này là có hoa tay của đầu bếp. Nên là em sẽ nấu một bữa thật là ngon dành tặng cho mọi người nhân cái dịp này, ok không? Vỗ tay đi. Thế mọi người có tin là Dũng sẽ nấu cho chúng ta một bữa ăn ngon không? Không. Từ một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời.